Các bé ơi, hãy lưu ý các dấu hiệu nhận biết đồ chơi Robo trái cây 2 chính hãng, được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ An Sinh nha. Sản phẩm chính hãng có 3 điểm nhận diện chính. 1 là bao bì sản phẩm bằng tiếng Anh với logo trái cây 2. 2 là có tem CA chứng nhận chất lượng. Và đặc biệt thứ 3 là có thể kết nối học viện trái cây online đính kèm phía sau hộp sản phẩm. Với mỗi thẻ kết nối học viện trái cây online, bé có cơ hội vừa chơi game miễn phí tại cổng game vui ơi là vui.vn, vừa có cơ hội nhận hàng ngàn phần quà hấp dẫn khi vượt qua các thử thách. Quà có thể nhận khi mua hàng chính hãng. 10.000 mốc đeo ba lô, 8.000 tập vở cao cấp Starbook, 1.000 vé xem hài kịch miễn phí với các danh hài nổi tiếng, 100 ba lô cho năm học mới, 10 xe scooter cao cấp Thụy Sĩ, 5 máy tính xách tay Sony Vaio. Hãy tham gia và trúng giải các bé nha!